Chào các em, hôm nay thầy sẽ chia sẻ với các em một số kinh nghiệm để các em có thể chọn trường, chọn ngành cho phù hợp. Thì chuyên đề hôm nay dành ít phút để nói về chọn trường. Thật ra thì nhiều bạn trẻ thì hay nghĩ tới cái vấn đề chọn ngành rồi mới chọn trường, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì thôi, thì mình cứ bàn về chọn trường trước, bởi vì có lẽ là nếu mà chọn một cái môi trường mà không phù hợp để học thì rõ ràng sẽ rất là khó chịu và nhiều bạn cảm thấy chán nản và không có muốn học tiếp tục. Chính vì vậy mà hôm nay thầy sẽ chia sẻ với các em một cái kinh nghiệm chọn trường. Thì về có nhiều tiêu chuẩn để chọn trường, tuy nhiên cái tiêu chuẩn chọn trường đầu tiên mà các em cũng phải nhớ thì đó là những trường có chút uy tín. Nói về uy tín thì ở các trường đại học Việt Nam của mình thì có những trường rất là uy tín, nhưng mà có những trường thì uy tín vẫn chấp nhận được. Ở đây không có sự phân biệt. Tuy nhiên thì theo cái bối cảnh của Việt Nam thì những trường uy tín mà hơn, những trường uy tín hơn, được xã hội đánh giá cao hơn thường là những trường công lập. Chính vì vậy mà một trong những tiêu chí các em xem xét đầu tiên, nên xem xét đầu tiên, đó là trường công lập. Khi mà các em lựa chọn một trường học nào đấy thì chúng ta nên xem là trường đấy có phải trường công lập hay không. Thì đây là cái tiêu chí đầu tiên, cái tiêu chí quan trọng nhất, trường công lập. Bởi vì trường công lập được có nhiều cái ưu điểm, ưu thế. Ưu thế thứ nhất là được học phí nó rẻ hơn, và ưu điểm thứ hai là đội ngũ giáo viên cũng được tuyển chọn một cách bài bản hơn. Và các cái trường công lập này thì uy tín nó cao hơn, bởi vì nó là những trường của nhà nước cho nên uy tín nó cao hơn. Và cái tiêu chí thứ hai mà các em lưu ý khi mà chọn trường, đó là cái vấn đề về các em lên trang web của trường, các em xem xét là trường đó có đầy đủ thông tin về các cái chương trình học tập hay không. Có nhiều trường công, nhưng mà có những trường công thì họ hoạt động tương đối bài bản, họ xây dựng những cái trang web rất là nhiều thông tin, họ đưa lên đấy nào là các cái chương trình đào tạo đội ngũ giáo viên, thậm chí các em có thể tìm hiểu đội ngũ giáo viên và các cái quảng bá của họ. Thì những trường nào có những trường công lập mà càng chú tâm vào công tác quảng bá cái trang web ấy, càng bài bản, thì những trường công đó cái tư duy đầu tư, tư duy quản lý của người đứng đầu càng nhìn xa, càng đúng hướng. Và chính vậy mà trường tâm không đó thì thường là nó nổi bật và nó uy tín, nó hiệu quả hơn những trường công khác. Đó. Cái là cái tiêu chuẩn thứ hai ha. Các em cứ lên trong web của trường em xem. Trong web đó đẹp, trong web đó đầy đủ thông tin, trong web đó có những cái nhận định, nhận xét của các cái cựu thành viên, của những học viên cũ á, thì lúc đấy mình thấy rằng là đúng là trường công này nó có đầu tư và trường công này là trường công chất lượng. Hoặc là nếu như mà cái tiêu chí thứ ba là một cái khách quan nhất, là các em đừng có hỏi một vài người nào, tại vì có những cái hỏi một người vài người nào nó không có hiệu quả. Nếu như mà hỏi một người mà họ học chăm thì họ thấy cái trường đấy nó tốt, nhưng mà nếu hỏi một người mà họ lười thì thật ra cái trường nào thì người lười đánh giá cũng không có đảm bảo cả, đúng không? Người lười thì họ sẽ nói trời ơi trường đó đừng có thi vào trường đó, trường đó rớt lắm, nó học lại nhiều lắm, không văn khó đậu lắm, khó điểm cao lắm. Nếu người dở thì họ đi trường nào họ cũng nói như vậy thôi. Cho nên là cái tiêu chí thứ ba là các em lên confession. Gần như bây giờ mỗi trường nó đều có một confession hết, và các em xem lên confession, các em đọc chịu khó lướt cái confession để xem các bạn sinh viên họ nhận định cái gì, họ nói như thế nào về trường, và những cái chủ đề mà confession nó thường hay đề cập là những chủ đề gì. Nếu như khen nhiều thì rất là tốt, bởi vì confession mà họ khen thì chứng tỏ là cũng đảm bảo. Đấy là cái tiêu chí thứ ba ha. Tiêu chí thứ tư là điểm số, điểm thi đầu vào. Nếu những trường nào càng uy tín thì điểm thi đầu vào càng cao, còn những trường nào càng ít uy tín thì điểm thi đầu vào càng thấp. Cho nên nếu như chúng ta học tốt thì chúng ta lựa chọn những cái trường có điểm cao, và nếu như chúng ta không có học tốt thì chúng ta lựa chọn những trường có điểm thấp. Và các em lưu ý, trường công không phải trường nào cũng có cái điểm đầu vào cao em nha, không phải trường nào có điểm đầu vào cao, và thậm chí có những trường rất là thấp, và thấp hơn cả trường tư nữa, thấp hơn cả trường tư nữa. Chính vì vậy mà các em tự cứ yên tâm, không trường công mà các em đang mong đợi nó điểm cao quá thì mình nên lựa chọn một cái trường công khác.
À, đấy là cái tiêu chí thứ tư về điểm số. À, thì thông thường thì những trường đại học, ở khi mà nói về trường đại học thì họ có hai cái loại trường đại học. Nói về trường đại học công thì trường có hai loại trường đại học: trường đại học của trung ương và trường đại học của tỉnh. À, trường đại học của trung ương là trường đại học do bộ quản lý, do bộ giáo dục quản lý và được thành lập là thuộc bộ hoặc là tương đương. Còn trường đại học công mà thuộc tỉnh thì nó do tỉnh thành lập và tỉnh quản lý. Ví dụ như trong ngành sư phạm thì chúng ta có Đại học Sư phạm Hà Nội, đấy là trường của trung ương, hoặc là Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, đó là trường của trung ương. Nhưng mà Đại học Sư phạm Sài Gòn thì nó là trường của tỉnh. À, thì thông thường trường của tỉnh nó uy tín hơn trường của trung ương. À, xin lỗi, thông thường trường của trung ương thì nó uy tín hơn trường của tỉnh. Chẳng hạn như trường Đại học Thủ Dầu Một thì nó là trường đại học của tỉnh, do tỉnh Bình Dương thành lập. Và trường này thì nó đương nhiên nó không có uy tín bằng một trường của trường trung ương rồi, của trường thuộc trung ương. Ví dụ như là trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia chẳng hạn thì nó là trường đại học của trung ương. À, trường Đại học Sài Gòn thì đương nhiên uy tín nó không, trường Đại học Sư phạm Sài Gòn thì đương nhiên uy tín nó không bằng trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Và Đại học Sài Gòn thì nó thuộc tỉnh, nó cũng không thể uy tín hơn bằng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được. Và các em lưu ý là đấy là thứ nhất ha. Thứ hai là những trường trong hệ thống cái đại học quốc gia, thì ở Việt Nam mình có Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, thì những trường đấy, hệ thống này thì thường là những trường rất là uy tín và rất là chất lượng. À, cho nên các em lưu ý, nếu như chúng ta hướng tới những cái trường chất lượng thì chúng ta hướng tới những trường của trung ương, những trường của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là của Hà Nội, và sau đó thì mình mới chuyển hướng tới những trường học công lập thấp hơn, và chẳng hạn như những trường đại học uy tín hơn, hoặc là những trường đại học mà nó thuộc tỉnh quản lý, tỉnh thành lập và tỉnh quản lý. Thì đó là một số cái tiêu chí để lựa chọn trường đại học. Anh xin nhắc lại, tiêu chí thứ nhất là các em cứ xem nó là công hay là tư. Và công thì xem nó là công của trung ương hay là công của Thành phố Hồ Chí Minh. Các em biết, muốn biết nó là trung ương hay Thành phố Hồ Chí Minh á, các em lên cái trang web của nó, các em xem thử cái ngay cái dòng mà trên cái tên trường nó sẽ có một cái dòng ở cơ quan cấp trên. Nếu cơ quan cấp trên là tỉnh thì trường này thuộc tỉnh, mà nếu cơ quan cấp trên là cơ quan bộ hoặc là cơ quan tương đương, ví dụ Đại học Quốc gia, thì nó thuộc đại học quốc gia hoặc là cái bộ. Ví dụ như các em lên nhìn cái logo hoặc là cái tên của cái đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì các em sẽ thấy luôn luôn dưới bên trên chữ đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nó có là bộ giáo dục, thì chứng tỏ trường là thuộc bộ. Còn trường đại học Sài Gòn á, sư phạm Sài Gòn á, thì luôn luôn ở trên cái tên trường đại học Sài Gòn nó có gọi là ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đấy là cái cách để phân định đâu là một trường của bộ và đâu là trường của một của tỉnh. Và cái thứ hai là các em lên trang web của trường. Nếu một trường tư mà đầu tư rất là nghiêm túc bài bản vào cái website thì trường đó là trường có chất lượng. Còn những trường mà đầu tư sơ sài thì có thể lấy chất lượng hơn. Và thứ ba là các em xem confession. Và thứ tư là các em xem cái điểm đầu vào em nha. Thì đấy là một số tiêu chí chúng ta lựa chọn, và thầy khuyên rằng là chúng ta nên ưu tiên trường tư. Khi mà trường tư không được rồi thì hãy chuyển sang trường công. Thì đó là một số cái khuyên về chọn trường trong cái lời khuyên trong series những lời khuyên, và đây là lời khuyên đầu tiên. Rồi. Hôm sau thì thầy sẽ chia sẻ với các em việc lựa chọn khối thi. Khối thi cho phù hợp, làm sao để mình biết mình có phù hợp với khối thi nào, và nên lựa chọn khối thi nào cho nó tỷ lệ đậu nó cao. Và đậu tất nhiên thời bữa nay thì đậu thì rất là dễ dàng, không có trường công thì chúng ta học trường tư, không có cao đẳng thì chúng ta học trung cấp, không có đại học thì chúng ta học cao đẳng, rất là dễ. Nhưng mà đậu ở đây là phải đậu vào trường mà có uy tín, có chất lượng, nhưng mà vẫn với vừa sức của mình, thì đấy chính là cái vấn đề mà thông thường ha. Rồi chào các em, hôm sau chúng ta sẽ gặp lại ở cái vấn đề lựa chọn khối thi các em nhé.